Những biệt thự mang phong cách hiện đại đang dần trở thành xu hướng ngày nay. Kiến trúc hiện đại thể hiện một lối tư duy mới với sự phát triển bùng nổ của xã hội châu Âu cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 và lan rộng ra thế giới và phát triển ở Việt Nam. Kiến trúc sư của Tân Á với đội ngũ kiến trúc sư giàu kinh nghiệm xin giới thiệu đến quý khách mẫu thiết kế biệt thự 2 tầng phong cách hiện đại do Tân Á thiết kế cho gia đình chị Trang tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Sau khi nhận được yêu cầu của gia đình chị Trang, đội khảo sát của Tân Á đã về tận nơi để khảo sát và tìm hiểu về nguyện vọng của gia chủ đối với công trình biệt thự này. Qua trao đổi với gia đình, chúng tôi cảm nhận được đây là một người có tính cách cởi mở, hướng ngoại và yêu thích cái đẹp hiện đại. Thiết kế biệt thự 2 tầng mái Nhật được các kiến trúc sư của Tân Á rất chú trọng vào tổng thể kiến trúc. Chúng ta thấy được sự rộng rãi, thoáng mát, một không gian đáng sống là nơi để nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày dài làm việc vất vả. Chính vì lẽ đó, chúng tôi đã đưa ra bản thiết kế cho công trình biệt thự hiện đại 2 tầng. Công trình này, gia đình chị Trang rất hài lòng và ưng ý. Với phong cách kiến trúc hiện đại đơn giản, các kiến trúc sư Tân Á đã thiết kế lên một không gian mặt tiền vô cùng thoải mái, phù hợp với nhu cầu sử dụng của các thành viên trong gia đình gia chủ. Mẫu biệt thự đẹp này mang trong mình kiến trúc hiện đại, không cầu kỳ, lộng lẫy, cũng không hoa lệ như kiến trúc cổ điển hay kiến trúc tân cổ điển. Nó chỉ sử dụng những hoa văn đơn giản, chỉ là những đường chỉ vào ngang dọc để thể hiện sự mạnh mẽ và vững chắc cho công trình. Với hệ thống các cột trụ vuông chống đỡ nhằm tạo thế vững chắc cho tổng thể ngôi nhà, luôn mang lại một cảm giác an toàn và an yên. Kiến trúc hiện đại khỏe khoắn, mạnh mẽ cùng các vật liệu ốp lát được kết hợp với nhau để tạo nên một công trình có kiến trúc độc đáo và cuốn hút. Không gian của tầng 1 và tầng 2 sử dụng cửa kính cường lực giúp ngôi biệt thự hiện đại hơn, lấy được nhiều nguồn ánh sáng của tự nhiên. Sự liên kết giữa không gian bên trong nhà và sân vườn bên ngoài được tốt hơn. Vật liệu kính được chúng tôi sử dụng để thiết kế hành lang ban công tầng 2, kết hợp với việc trang trí thêm tiểu cảnh cây xanh thoáng đãng và lãng mạn. Cùng với đó, hệ thống cửa sổ và cửa tầng của ngôi biệt thự cũng được lắp đặt vật liệu kính cường lực tạo ra không gian mở rộng rãi, tráng lệ và đầy cuốn hút. Cách tạo hình bố cục mặt tiền ngôi biệt thự khá khoáng đạt, có sự sắp xếp logic vừa tạo hiệu ứng thị giác tích cực, vừa mang tới không gian sống dễ chịu, được cân gió, cân sáng rất hợp lý. Màu sắc cũng là yếu tố được cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng để trang trí ngoại thất căn biệt thự. Theo yêu cầu của chủ đầu tư, chúng tôi không lựa chọn những gam màu chói, rực rỡ mà vẫn mang tới vẻ đẹp đầy cá tính và bền vững với thời gian cho công trình. Sự độc đáo nữa trong thiết kế biệt thự 2 tầng đẹp chính là sự phá cách trong lối kiến trúc thiết kế tối giản. Không sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, cũng không sử dụng quá nhiều phào chỉ, hoa văn trang trí, tinh xảo. Căn biệt thự này chính là sự kết hợp một cách đầy tinh tế và hòa nhịp về một không gian sống thoải mái và đẳng cấp nhất. Điều này được tạo nên với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc đơn giản, cách tân cùng ngoại thất, nội thất ấn tượng, tạo nên vẻ đẹp và cuốn hút cho công trình. Mẫu biệt thự hiện đại được thiết kế theo mô hình không gian mở, giúp kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và không gian sống đang trở thành xu hướng của những năm gần đây. Đặc biệt, chính là sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và kiến trúc cây xanh luôn đầy sáng tạo, mới lạ và độc đáo, chinh phục mọi ánh mắt của chủ đầu tư. Nếu được sống trong ngôi biệt thự gần gũi với thiên nhiên, chắc chắn bạn sẽ được thư thái và thoải mái hơn. Điểm ấn tượng của công trình này chính là lớp áo chúng tôi mặc cho ngôi nhà. Ngoài những mảng tường sơn trắng sang trọng, chúng tôi sử dụng chất liệu gạch xả đá tầng 1 và ở các cột. Tất cả được kết hợp với nhau vô cùng tinh tế, tạo nên một nét đẹp độc đáo riêng cho ngôi nhà, đúng như mong ước của gia chủ. Giản đơn nhưng lại sang trọng và đẹp mắt là những gì mà các kiến trúc sư Tân Á đã tạo nên cho công trình này. Được sự động viên khích lệ của gia chủ, chúng tôi nguyện đem hết sức mình để tạo nên những công trình biệt thự hiện đại tuyệt vời và tiêu biểu như thế. Trước khi đến với mặt bằng kiến trúc của ngôi nhà, xin mời các bạn cùng tham khảo qua kênh YouTube và website của kiến trúc Tân Á các bạn nhé. Trên YouTube Nhà đẹp Tân Á thì chúng tôi review rất nhiều mẫu nhà đẹp từ nhà vườn, nhà biệt thự, nhà phố. Bên cạnh đó cũng có những video quay lại quá trình thi công và thiết kế một ngôi nhà để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Các bạn nhớ ấn theo dõi, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Còn đây là kênh website có tên miền nhà đẹp Tân Á.vn. Ở đây chúng tôi cũng trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới phong tận miền Nam nữa. Bên Nga hy vọng rằng kênh YouTube và website giống như một kho tàng kiến thức để các bạn có thể lựa chọn mẫu nhà phù hợp với nhu cầu tài chính, sở thích của mình các bạn nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mặt bằng kiến trúc của ngôi nhà. Căn nhà của chị Trang với chiều rộng là 7m và chiều sâu là 14,4m, được bố trí tầng 1 gồm một phòng khách với diện tích 17,2m2, phòng bếp công ăn 20,2m2,
Hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 16,1 m² và 12,5 m². Khu vực vệ sinh chung ở cuối nhà 3,2 m² và một sân rửa ở khu vực cuối nhà. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2, để chúng tôi bố trí một không gian phòng thờ với 13 m². Phòng sinh hoạt chung 14,5 m². Hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 16,1 m² và 12,5 m². Nhà vệ sinh chung với diện tích 3,2 m². Nhà vệ sinh chung với diện tích 3,2 m². Xung quanh ngôi nhà được bố trí rất nhiều hệ thống cửa sổ, tạo không gian ngôi nhà luôn được thông thoáng và thoáng đãng hơn. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà 2 tầng hiện đại được Tân Á thiết kế cho gia đình chị Trang tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Hy vọng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một gợi ý tuyệt vời nữa cho căn nhà trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy và gọi ngay hotline cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!